trước nhà thuốc, giới thiệu về phương pháp chữa gãy xương sau mổ thuật viết đinh và mổ thuật đóng đinh nội tùy. Đây là phim chụp của vợ, còn đây là phim chụp của chồng sau 2 tháng mổ thuật viết đinh và đóng đinh nội tùy. Thì bệnh nhân có đi chụp chiếu và kiểm tra mức độ can xương bệnh nhân. Thì trên phim chụp mới nhất sau 2 tháng thì hiện tại hình ảnh trên phim chụp thể hiện bệnh nhân vướng mâm chảy khớp gối, kèm theo bệnh nhân được gãy đầu trên xương chảy, kết hợp bệnh nhân mới gãy 1/3 xương mác. Hình ảnh xương gà chảy của bệnh nhân là gãy và hở bóc tách khá là nhiều. Thì sau 2 tháng xương can hóa rất là kém, đường gãy còn hở và nứt rất là nhiều, đặc biệt là xương mác của bệnh nhân còn nhảy khá là xa. Còn đây là phim chụp của vợ sau 2 tháng bệnh nhân mổ phẫu thuật đóng đinh nội tùy. Thì trên phim chụp mới nhất thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chảy và xương mác, kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương chảy. Hình ảnh trên phim chụp thể hiện xương hóa rất là kém, xương mác của bệnh nhân còn hở còn nứt khá là nhiều. Thì hiện tại hai vợ chồng đã mổ phẫu thuật viết đinh và đóng đinh nội tùy. Thì trên phim chụp thể hiện xương khá rất là kém. Thì hôm nay nhà thuốc kết hợp cũng đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương, tiên lượng khoảng 2 tháng là xương can hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân có cử động và làm việc đi lại được bình thường. Hiện tại bệnh nhân chưa đứng được, chưa bước được vì xương can hóa rất là kém. Nhà thuốc dùng phương pháp đắp thuốc và uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương để cho bệnh nhân chóng hồi phục, xương mau can nhanh nhìn lại được bình thường. Vì xương của chồng là hở và nứt khá là nhiều nên nhà thuốc điều trị ở chồng khoảng 2 tháng đến 2 tháng 15 ngày, còn xương của vợ tầm 2 tháng là can hoàn toàn. Sau đó hai bệnh nhân và cử động và đi lại làm việc được bình thường. Hai bác đi đâu mà gầy xương này? Bác ấy. Từ đi này đi hoa hai thì chẳng đi nhà hoa. Hiện tại hai bác ngủ được mấy tháng rồi? Ngủ được 2 tháng. 2 tháng, khi mới chụp lại nhất đúng không? Cái này thì 1 tháng nó kỳ thức, nhưng chụp lại hơn thôi gì. Rồi, khi này các khi này là gì? Cái này thì mới chụp cách đây 5 hôm. Rồi, bên hiện tại là xương bác xương cao một chút nào được nhé? Được. Bác gái này bác ngủ được cùng bác trai đúng không? Ừ. Ngủ bác ngủ mấy tháng rồi? Cũng 2 tháng, 7 ngày. Bác có kinh nguồn cười đúng không? Ừ. Bác này mổ cái đinh này. Bác cái đầu trên xương chảy và xương mát nhé. Ừ. Hiện tại cả hai bác ở xương cao một chút nào. Thứ hai thì tôi điều trị cho bác bằng thuốc đắp cùng uống nhé. Nên nền xương tiến lượng khoảng 2 tháng là khỏi. Nhưng riêng bác trai đã không đang khám mới khỏi. Bác gái thì 2 tháng là khỏi. Thế nên là điều trị bác trai, bỏ cho bác trai trước nhé. Ừ. Hai bao tuổi rồi? 58. 58. Trong ngoài kia này, anh em hiện tại này, cảm giác trên của bác cũng nó còn chắc, em mà còn nông nghiệp nông nghiệp không nông nghiệp nữa, đấy, ngoài còn nông nghiệp nông nghiệp nữa. Ngoài cũng mất xương nhiều nhất này. Đây, bác càng để lâu chân bác càng đông nhé. Thì xương của bác là gan hóa rất là kém và đường gãy hở rất là nhiều nhé. Còn đắp thuốc bác còn gãy đùa đây đùa đây khi đắp được quần giấy này con nhìn nhé. Thì đây đây con đùa chân nha, không con đùa chân nha, con ngồi đây. Có thể lần sau thay ngá nó cũng nhẹ giấy hết cái chân cháu nhé. Lần sau thay ngá ấy thì bác cũng nhẹ cái cháu vào đây cho nó lên da non mà nó không máu tiêu viêm, nó bổ trợ cho nên quá trình nghiền xương của bác. Quấn vào như thế nha. Tất cả mổ tất cả là từ đó là được 10 tháng, 2 tháng hơn như này. 7 ngày nó xương toàn hóa rất là kém. Hầu như xương hóa thuốc nào. Ngồi đây thì biết sớm thì nó không bỏ. Hai cái xương mà nó chéo như là về sau thì nó
đặc biệt là kinh nghiệm viên thì có điều trị là không được uống bia nhá, tuyệt đối đấy. Cắn trong xương thì nó liền xương nhé, theo thuốc bó và phục hồi của bác tầm 2 tháng rồi.
Khi con trai khoảng tầm hơn 2 tháng nó mới khỏi được nhé. Chứ là cái con trai nó không chuyên rượu bia cháu nhé, không rượu bia đâu nhé. Ít chân được 5 ngày cởi ra. Vâng, chân được vang 5 ngày hay là 10 lắm. Thì chân được vang mất xương rất là nhiều. Đủ rượu ở đây được. Vâng, đủ đấy, lấy cái tiêu rượu ở đây. Mấy hôm? Một ngày đủ rượu, 2 ngày 3 lần, 5 ngày hay là 10 lắm nhé. Thì cách bắt cái uống nào thì cháu có nghĩa hết bác nhé. Nó không được. Vâng, chào hai bác nhé. Vâng, chào bác. Hai bác chụp khi nào bao giờ đấy? Cô chụp hôm nay. Hôm nay này, mà có nó bao nhiêu ngày rồi? Cô có hôm nay là 40 ngày. 40 ngày. Hiện tại đi lại nhà nhàng được chưa? Cô chồng ghế cô đi này. Chụp lại bác sĩ ở xương nào rồi? Đang, đang. Càng tốt đúng không? Đang. Càng tốt rồi đúng không? Bác sĩ bảo đi nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi, đúng không? Hàng ngày bác đi chồng ghế được chưa? Đi chồng ghế được rồi, hôm nay là mấy hôm đi rồi. Còn bác trai kia thì nặng hơn một tí thì phải có thời gian nóng hơn một chút. Bác gái càng tốt rồi, bác trai càng tốt nhưng mà xương bác trai nặng hơn rồi. Cô cơm nước mấy nay rồi? Cơm nước rồi, nó đây nhá. Vết sẹo đắp này. Này không được đắp thuốc mà nồi lên nó. Ngày trước là nồi đất để đắp thuốc là liền sẹo mà nó không nồi nhá. Đẹp sẹo đẹp mà. Ừ. Cô đi lại ở đó xem, đi trồng ghế xem. Cô trồng ghế thôi. Ừ, đi trồng ghế. Nhà tốt rồi. Rồi đi quay lại đi. Đi quay lại đi. Đi từ hôm đi được mừng. Ừ. Rồi đi vòng ngược vào. Hàng ngày cứ năng đi lại lên. Ra ngoài được cơm nước được nhẹ. Rồi. Rồi đây rồi. Thôi nha. Còn nó trai nặng hơi thì phải mất thời gian là băng đi được. Giờ đưa giúp cho bác. Chân đấy. Dạ. Giờ đưa giúp cho. Giúp rồi. Đưa giúp cho. Không, không giúp đấy. Ừ. Không chỉ giúp không nhỉ. Không, lúc có thuốc vào là bây giờ nó giúp không? Ừ, nó cắn lắm. Cứ cắn. Bây giờ đưa cắn rồi đúng không? Ừ. À, tốt rồi. Dạ. Cô đến bây giờ nó vẫn đau. Ừ. Bây giờ nó vẫn đau. Đây là. Hôm nay thì thay thay nào rồi nhé. Không nào. Nghe được 5 ngày rồi đúng không? Năm ngày là tay là mới lên rồi. Công nhận vết sẹo. Đấy. Ngày trước là chưa bỏ ra vết sẹo nó nồi nó bây giờ nó thẳng rồi. Vết sẹo rồi. Ừ. Đấy nha, thì hàng ngày ba gái phải ngâm nào hốt này, ngải cứu này, xương sông tần cháu nhé, ngâm hàng ngày. Ngâm cái này á. Vâng, ngâm giá mẹ vui vào nhé. Thì bác trai đây thì chân thì càng tốt thì nhưng mà bác trai nặng hơn. Thì bác khoảng 15-20 ngày là bác mới đi được nhé. Đun sôi ngâm. Đun sôi nhiều kim chỉ huy cho cháu nhé. Nhà chân là cứng nhé, không bên ngày trước nhé. Đấy, gặp cha gặp bạn nhé. Gặp cha. Gặp cha. Ngày trước là chân nó nông nghiệp. Xương không căng mà. Chụp lại là xương là khi nhà tốt. Cô bảo hàng ngày bỏ đá thì làm sao? Hàng ngày bỏ chiều bỏ đá được mà. À chiều không nhé. Cần đau. Hàng ngày bỏ đá được mà. Chiều bỏ ra xong rồi. Xong rồi. Cái ý ngâm lúc sau. Ngâm 15-20 phút bỏ vào. Có phải cho tí nữa. Có ạ, của bác trai là nặng thì bác phải thêm thời gian thì bác mới đi được nhé. Bác gái bác đang đi trồng ghế cho cháu thời gian nhé. Ngoài là sang kiểm tra định kỳ cho bác mà. Xương này thì là tốt rồi, chào hai bác nhé. Rồi, chúc bác cháu cũng cùng nhé. Cảm ơn, chào bác. Vâng, chào hai bác nhé. Vâng, chào bác ạ. Hôm nay là sang xin lại hình ảnh lần 2 rồi. Có trình bác về xương chày và xương mắt và vấn đề cấp bối nhé. Hai bác nhà đi lại khá hơn chưa? Cô đi rồi. À, vết sẹo rất là đẹp rồi đúng không? Đẹp rồi. Ừ. Kia kia phải đi nặng đúng không? Bác đi nặng rồi chẳng? Hai bác đi đều nhau nhé. Bác ngài đi thử để làm vài vòng một chút, hai vòng một chóng nhé. Bác gái đi thoải mái cho chẳng?
không thoải mái đâu. Đi thẳng, đi thẳng bạn, đi thẳng này. Rồi bác cái quay lại đấy ạ. Bác gái đi mạnh lên một tí, đi mạnh lên một tí. Cứ bỏ xe bò thì bỏ đây. Mà cứ đi bình thường rồi cháu. Đấy. Thực tế mà, vì hai bác mà tai nạn cùng nhau gãy chân ngủ hết lượt rồi. Gãy cùng một ngày. Cùng một giờ, cùng một xe. Vâng. Rồi bác quay lại đi chào mọi người bác ơi. Vâng nữa. Vâng, nhưng mà cái này thực tế mà. Bác trai đi nhưng mà vướng chân để bỏ nặng cái nhé, đừng phụ thuộc nặng nhiều quá nhé. Vâng. Bác gái đi mạnh chân tí nữa. Đi chắc chân rồi tí nữa. Rồi à, tốt rồi. Vâng, bác đi ra, đi đi ạ. Bác đi thoải mái. Đi chậm là chắc. Hai bác là một bệnh nhân đặc biệt của nhà thuốc chúng cháu nữa. Thế ạ? Vâng. Hôm hai qua có hai vợ chồng. Có ít lắm ạ. Ừ. Mà gãy này gãy ở trên chân phải. Ở trên miệng nó họ nhiều chân trái. Vâng, đây gãy hai chân phải. Ôi gãy phát kim chứ gì đấy. Hai cái nó gãy. Bác trai gãy nặng hơn. Này nhá. Đây một nhát thì nhưng mà nó bị giật. Dạ. Bây giờ hàng ngày ngày nhá, bác ngâm nước muối nốt ngải cứu xuống tầng tiếp cho cháu nhé. Lại ngâm tiếp. Bác gái và bác gái ngâm thể dục vào. Bác trai vậy buổi sáng thì tranh thủ buổi sáng 3 phút, buổi chiều bác năm đi lại là cháu này là mà cứng xương mà. Xương này là gan rất là tốt rồi. Vừa quá trình bình phục bình thường thôi. Bác trai vậy nhá. Vết sẹo này, vết sẹo này bá thuốc ấy thì bác bôi nhiều đây này thì ngày sau nó không đùn sẹo lên nhá. Ngày trước đắp thuốc này là thẳng hết đúng không? À. Bác trai cũng vậy, thử xem nào. Vết mổ đẹp rồi, không xùi rồi, vết mổ này đẹp rồi. Đây chỗ này là không có thuốc mà là xùi lên đúng không? Đây này nó bị đắp thuốc này nó nghiền vết thương rất là nhanh và nó rất đẹp vết thương. Cái chỗ này thì rất là cứng nó. Hàng ngày bác phải bớt thời gian dùng vào buổi sáng nhá. Đi lại nhiều lên. Buổi sáng 3 phút, buổi chiều 3 phút. Mà sang lấy hình ảnh lần 2 là tốt rồi. Nhớ là đi lại. Thường xuyên là cháu chăm đi vào bác trai cân đi vững nhồi bỏ nẹt nặng ra nhá. Đừng thuộc nặng nhiều quá. Hai bác đi lại này bác có thấy mừng không? À, thích hả? Vâng. Đi được không? Đi thì tích. Vâng, bác làm việc trong nhà nên làm được đúng không? Con làm cơm nước. Vâng. Nhà tốt rồi. Ăn ngoài cơm nước suốt thì vâng, vâng. Đỡ thằng này này. Hôm nay là sang xin là nhảy nhật hai của bác về quá trình điều trị về siêu sâu mổ mà. Vâng, chào bác nhé, chúc hai bác cháu tiếp tục nhé. Hôm sau ở sang xin nhảy nhảy tiếp. Vâng, vâng. Lại lấy nhảy tiếp ạ. Vâng, bác lấy nó là bác đi bình thường và giúp đinh nha. À, đấy. Thì từ đầu đến cuối mà. Vâng, vâng con chào bác nhé. Bác có sang kiểm tra lần ba của quá trình này xong thì thấy hai xương. Và bác thì ấy xương chảy đúng không? Bác trai xương chảy. Chúng ta đi lại là khá hơn là chút chứ. Bác gặp tay cầm vào này. Bác gái gặp tay cầm vào. Gặp tay cầm vào. Gặp hết gối rồi. Gặp hết gối. Rồi. Cái đầu gối này này. Cái này à? Vâng. Cái này con lại vòng cái này. Lại cổ chân. Bác ba bác đi tự nhiên là cháu nhé. Đi nhanh bác gái đi. Rồi bác ơi. Được rồi đây. Tốt rồi.
cái cặp tay cặp vào đấy, hai cặp tay cặp vào đấy. Nếu mà gái ngồi quay chân được chưa? Quay chân được. Quay chân được rồi. Con trai của con chưa? Bếp xèo của bác gái đẹp hơn bác trai đấy. Cái chỗ này rất là xương. Con trai ở năm nay là cháu. Vâng, về sau nó bình thường mà. Thì tôi ở ngoài về. Cái hai khi nó mổ cái răng nó cũng xương. Vâng, bình thường đấy nhá, không nên to đấy, mà. Nó khi nào bao giờ? Chưa có tốt rồi đúng không? Qua đây. Vâng. 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 Đi vào nhà thành bốn con da các bác bình thường rồi cháu. Bác trai thì xoáy con chân đi. Xoáy con chân đi. Không có hình ảnh của con chó. Không có gì cả, thì thực tế mà. Thì hình ảnh này là thực tế bác đều cho hình ảnh của bác đều rồi mà. Nhá. Khi nào quay lên của con. Vâng. Thành ngoan hết nhỉ. Thế rồi là con rồi. Con ở thân ta. Vâng. Chào hai bác nhá. Bác trai ở năm tập viên là cháu. Chào bác. Tôi nắm cơ. Chào hai bác nhé. Hôm nay bác sang chi hình ảnh lần thứ 3. Điều qua chi hình ảnh hai bác bị gãy chân cày chân mát. Thế nào được bông chạy khắp gối. Tôi nói hai bác gái bác trai bác nhận được mấy tháng cơ? Được 4 tháng. Bác trai gái thì tháng bác trai nhiều đúng không? Bác trai gặp mặt nha. Bác hai bác đi vô một vòng dài kia nhé. Anh đi đây. Chú đứng luôn rồi. Vâng, anh bác đi bình thường nhé. Không gì cả. Thực tế nhảy thực tế mà. Là con gái của bác à? Rồi bác đi đây bác ơi. Rồi. Bác hai bác đi con vòng kịch con ô tô nhé. Kịch đi rồi hết. Đấy. Bác đi con vòng nữa bác ạ. Vâng, mức độ này là tiến triển là tốt rồi. Đấy, cái thương hiệu của nhà thuốc chúng em mà. Vâng, thực tế đấy. Vâng. Bác gái đi tốt hơn bác trai nhiều. Sắt tấm mỏng vô tiền có đâu. Cháu đi. Quay lại đi đi cái bức đấy à. Bác gái bác trai năng đi là đạp lên. À, thế anh cũng bó cho nhà em mấy lần vậy ạ? Vâng. Sao tấm mở vô tiền lên sao không khó hay không ạ? Hả? Nó liên với nhảy của bác chứ. Hả? Thế nào từ đầu đến cuối ấy? Có đâu? Rồi bắt gái rồi đấy. Một đồ đi ngại bắt trai kia đấy. Thì tối ấy là có nhảy của bác. Bắt mở, trai. Mở phải như thế nào? Bác thì có là trừ gây xương chảy trên mắt. Xương chảy trên mắt là sao? Xương chảy là có. Đấy nhá, mức độ của bác trai này. Ở hiện tượng còn cái hiện tượng cái cơ là yếu này. Thì bác lăng đạp lạp lên. Vùng vùng cua của khớp khỉu nó khớp khỉu khớp gối ấy. Khớp cổ chân nó mềm ra và nó dẻo dai hơn và nó khỏe hơn. Thì bác đang yếu chân này. Đang yếu chân yếu. Bây giờ bác gặp con chân được rồi nhỉ? Bác gái thì mức độ thì tốt hoàn toàn được, không nói được.
Sao từ khi hai đoạn từ này nhẹ hơn? Bởi vì là đáng ra này bác trai với là mâm chày đó. Ừ. Mâm chày không cối ảnh hưởng gấp không cối. Lâu hơn là xương của mâm chày to hơn xương mát rất là nhiều. Vì là bác với hết cái mâm chày ấy mình phục là cho mức của bác. Vâng. Mức độ của bác đi lại bình thường bác phải nâng lạc hạp lên. Cái gấp cơ bây giờ có bắp cơ bác rắn lên bên này thì bác đi lại bình thường rồi. Đang mất cơ để giữ tinh nhiệm rồi. Vâng. 3 giờ mình đi rút tinh nhiệm. Tầm 5 tháng sau. 5 tháng. Vâng, 5 tháng sau. 5 tháng sau. Bây giờ thế này là được 1 năm rồi. Chào 2 năm nhá. Sao tìm Nga thì cứ bị thế mà thì đi chữa ở đâu? Mà không bảo anh chữa chứ.